Hello mọi người, Perry đây và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm xem W Engine nào trong Battle Pass sẽ là W Engine được đánh giá cao nhất nha. Ở phiên bản 1.0 này ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng các bạn cũng đã roll được khá khá rồi. Và các bạn cũng đang cảm giác cũng hơi đói tài nguyên rồi. Cho nên là đôi khi là Battle Pass là cái thứ cứu cánh cho các bạn khi mà chúng ta có được cái lượng tài nguyên cũng khá khá nhiều ở đây. Nhưng mà cái phần quan trọng nhất mình nghĩ là game nào của nhà miHoYo cũng đều quan trọng, đó chính là cái vũ khí. Ở đây thì gọi là W Engine, nhưng mà gọi vũ khí cho nó gọn ha. Thì chúng ta sẽ có 5 cái W Engine dành cho 5 vị trí khác nhau luôn. Thì liệu rằng là tụi nó có đủ ngon để chúng ta chi 219.000 để mang về hay không, đúng không? Rồi, chúng ta bắt đầu từ trái sang ha. Thì đầu tiên sẽ là một cái vũ khí liên quan W Engine của Tiên Phong, tên là Conway Cannon. Thì đây là một vũ khí có khả năng tăng tỷ lệ bạo kích. Thì ở thời điểm hiện tại thì chúng ta chỉ có hình như là ba cái vũ khí có khả năng tăng tỷ lệ bạo kích thôi. Một là cây trấn của Ellen, hai là cây trấn của Nekomata, hình như mình nhớ là vậy. Ba là cây này đó. Thì ở level 60 thì nó sẽ tăng cho bạn 20% tỷ lệ bạo kích. Con số này đối với mình là một con số ổn và lớn, trong cái việc mà chúng ta nhận ra rằng hình như chỉ có đây là cây 4 sao, đây là cây A duy nhất có cái loại này. Đấy, còn lại là như là tăng tấn công hết. Thì nó sẽ phù hợp cho các nhân vật tiên phong tăng mà các bạn cần build tỷ lệ sát thương bạo kích. Đó, tỷ lệ và đam bạo kích á. Về cái option thì ở đây nó tăng tấn công thêm một lượng tăng tấn công nhỏ nữa, và khi đánh trúng cây địch và kích hoạt bạo kích thì sẽ gây thêm sát thương bằng 200% tấn công. Thì nó một lần sát thương thêm bonus không quá và này 88 giây kết hợp một lần. Ở cấp 5 thì nó chỉ có 6 giây kết hợp một lần thôi, và lượng tấn công tăng 12%. Thì đối với mình á thì cái option này nó khá là bình thường, nó không có quá nổi bật, nhưng mà cái giá trị, cho nên là khi mà mình cho nhân vật tiên phong của mình xài á thì mình thường là để rẻ thì mình chỉ cần cấp 1 thôi là đủ. Nhưng mà cái quan trọng là 20% tỷ lệ bạo kích này là cái đáng lưu tâm này đó. Cho nên là nếu cho các bạn nào mà không có nhân vật có nhân vật tiên phong mà không có một cây W Engine dành cho tiên phong nào mà ổn á, thì cây này là một cây các bạn có thể sử dụng được. Nó bởi vì nó đủ rộng, những cái cây khác thì nó sẽ cho chúng ta một cái lượng sát thương theo hệ. Đây, mình sẽ cho các bạn xem về bộ sưu tập mà trong game này hiện đang có dành cho tiên phong ha. Thì ở đây thì chúng ta có engine ánh sao, thì nó sẽ cho nhân vật khi mà phát động phản kích thì né. Rồi cái này là đam vật lý, cái này cũng là vật lý, cái này là đam điện, và đây là cây tăng tụ hồi năng lượng chứ không phải là cây tăng sát thương. Còn cái siêu sao đường phố này thì nó lại là tăng 15% sát thương khi phát động tuyệt kỹ và nạp năng lượng, khi phát động liên kích. Thì đây là gây ra tăng tấn công luôn, và tấn công trúng cái địch thôi thì sẽ nhận được 200% tấn công, một lượng sát thương thêm quan trọng. Thì mình không tính những cây 5 sao, những cây S này ha, khi mà có cây S là các bạn cứ xài thôi. Nhưng còn so với những cây A này thì cây A này có vẻ như là cây A trong đây có vẻ như một cây nó có cái hiệu ứng mà nó rộng, cũng khắp, nó có thể thay thế được cho các cây S nếu bạn không có. Cho nên đánh giá của mình là nếu như các bạn có sử dụng Battle Pass và các bạn đang thiếu một cây W Engine cho nhân vật tiên phong thì các bạn thì đây là một cây khá là tốt để các bạn có thể sử dụng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cây Six Shooter, khẩu súng ổ xay. Thì đây là cây dành cho nhân vật khống chế và nó cho các bạn lực xung kích, thì đây là một cái option cũng khá là ngon ha. Và cái nội tại cho các bạn tối đa là 24% điểm choáng, cứ 3 giây sẽ tạo cho một tầng hiệu quả nạp năng lượng, tối đa cộng trong 6 tầng là 18 giây, và sau 18 giây thì các bạn sẽ phát động siêu chiến kỹ và các bạn sẽ nhận được điểm choáng, tăng điểm choáng lên. Tối đa là 24% ở cấp 1 và ở lên cấp 5 nó sẽ là 38.4%, đủ tốt cho nhân vật mà các bạn sử nhân vật khống chế. Về khống chế là nó sẽ cố gắng gây choáng kẻ địch mà, cho nên là cái việc mà tăng điểm choáng với lại có lực tăng lực xung kích này sẽ khá là tốt.
Đây là một cây các bạn có thể cân nhắc ha. Cây này có khá là tốt với lại các nhân vật như Koleda hoặc là Anbi. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ có Somo nhiễm điện. Somo nhiễm điện này là dành cho nhân vật dị thường. Đây là cây cho dị thường và tăng tinh thông dị thường. Cũng không có nhiều cây tăng tinh thông dị thường trong game hiện tại đâu nha. Và nó sẽ khi trên sân có cây địch trong trạng thái dị thường thì tấn công của người trang bị tăng 10% và sát thương gây ra cho mục tiêu tăng thêm 15%. Đây là tăng cho nhân vật cầm cây này. Cho nên là nó sẽ tốt nếu như nhân vật dị thường của bạn có sát thương. Nhưng mà hiện tại là gần như hiện đại. Tuy nhiên nếu không á thì nó rất khó để có thể gây ra một lượng sát thương ổn áp tại tăng 10-15% này thì thật ra cũng không bao nhiêu cả. Đó. Nếu như cho nên là cân nhắc khi các bạn cầm cái cây này, các bạn tìm kiếm cái này mình sẽ đạt ưu tiên sau. Tiếp theo chúng ta sẽ có cây chi viện bóng bay tự do. Thì cái option đầu tiên, đây là option mà mình thấy rất là tốt cho nhân vật chi viện là tụ hồi năng lượng này. Làm cho nhân vật các bạn hồi năng lượng nhanh hơn. Ở cấp level 60 là tận 50% lận. Và khi người trang bị đánh trúng kẻ địch nếu kích hoạt hiệu quả khắc chế thuộc tính thì tỷ lệ bổ kích của toàn đội mục tiêu này tăng 12%. Tỷ lệ bổ kích của toàn đội nha là tăng 12% ở cấp 1 và 20% ở cấp 5. Thì mình nghĩ hiểu rằng là cái hiệu quả khắc chế thuộc tính á là ví dụ như các bạn đi số 0 đi thì quái sẽ ghi là quái nó đang yếu điện ether chẳng hạn á, thì nhân vật của các bạn cầm điện ví dụ như là ví dụ như là chúng ta có Sokaku chẳng hạn, đây là một nhân vật chi viện để băng. Mà nếu như quái yếu băng thì toàn đội tăng 12% tỷ lệ bổ kích. Mình đang hiểu là như vậy. Và cái tăng cái lệ bổ kích này là tăng cái lệ bổ kích cho toàn đội. Cho nên là bản thân carry của các bạn được hưởng, bản thân tất cả các nhân vật còn lại các bạn được hưởng, và bản thân các nhân vật chi viện cũng được hưởng luôn. Cho nên là nếu như bạn thậm chí các bạn có hai nguồn carry trong team thì bỗng dưng đó là một nguồn rất là tốt, đúng không? Ngoài ra thì nếu mà xét trên chung về các cây chi viện mà đang có hiện tại trong ngay thời điểm này trong trò chơi thì chúng ta chỉ có 6 cây, trong đó một cây 5 sao thôi, một cây S thôi. Còn lại các cây còn lại đều là cây roll cả, ngoại trừ cây này. Cây này là tăng tỷ lệ xuyên giáp. Đó. Còn những cây tụ hồi năng lượng toàn là chỉnh kênh và nó chốt cho một thể loại nhân vật luôn. Tức là nhân vật phải có đam ether nè, nhân vật phải có đam băng nè. Đấy. Còn cây này cũng roll nè, cây này cũng cần phải roll ra nè. Thì riêng cái này các bạn không cần phải roll, các bạn chỉ cần làm battle pass thôi. Thì đấy, cho nên là xét trên một phương diện nào đó, nếu như các bạn cần gấp một cây chi viện thì các bạn cây này nó đáp ứng cho các bạn rất là tốt. So với option thì option tăng tỷ lệ bạo này nó sẽ tốt cho đội hình, ví dụ như đội hình có 11 chẳng hạn, đội hình mình đang xài 11 hoặc là thậm chí là Allen, cây chấn của Allen có tăng tỷ lệ. Cho nên là khi mà các bạn cầm cái cây này thì nó cũng tăng thêm tỷ lệ nữa. Điểm yếu là các bạn phải cầm trên con nhân vật đang có cái, đó là đánh quái. Còn nếu không thì nguyên cái nội tại này gần như là đi luôn. Nguyên cái nội tại là đi. Cho nên là nếu mà các bạn không có cái cây này thì nó chỉ dành cho đúng một thể loại quái thôi. Quái yếu điện, xài trên nhân vật chi viện điện. Đó, thì cây này mới hiệu quả. Chứ còn quái bạn nhân vật điện nhưng mà bạn đánh cho nhân vật không yếu điện thì coi như option đi, coi như là không có ý nghĩa. Đó. Nhưng mà đây là một cây tụ hồi năng lượng rất là tốt ha. Ở 50% ở level 60. Còn nếu mà các bạn ra được những cây cao hơn thì những cây drone như thế này thì các bạn có thể cân nhắc. Còn nếu các bạn không có thì đây là một option ha, cũng khá là tốt. Tuy nhiên nếu mà các bạn xét xuống 3 sao B, loại B thì chúng ta sẽ chỉ có một cây mà mình thấy ổn nhất, đó là cái cây mà cũng tụ hồi năng lượng này và cây mà âm vang loại 2 này nè. Và nó sẽ cho các bạn tăng tinh thông dị thường, khống chế dị thường 10 điểm thì chỉ 10 giây, cấp 5 sẽ là 16 điểm và tụ hồi năng lượng 40% cũng không phải là ít, đúng không? Và cuối cùng trong danh sách của chúng ta còn một cây nữa, đó là cây Spring Embrace, ngày xuân ấm áp. Thì cái này dành cho nhân vật thủ hộ. Mà thủ hộ thì trong game này cũng chưa nhiều đâu, đúng không? Nhưng mà tăng tấn công. Tăng tấn công. Và cái option của cái cây này mình lại thấy khá là ngon. Là sát thương phải chịu giảm 7,5% này.
và khi tấn công là hiệu quả nhận năng lượng của người trang bị tăng 10%. Đặc biệt, duy trì 12 giây, đặc biệt khi người trang bị rời sân thì hiệu quả buff này sẽ chuyển cho nhân vật hiện đang thao tác và làm mới thời gian duy trì. Có nghĩa là nhân vật đứng sân của bạn, ngoại trừ có bảo hộ này, cũng sẽ được nhận cái hiệu quả nhận năng lượng luôn. Đấy, thì đây là một option hỗ trợ rất là tốt. Chỉ có điều là cái này là bay tấn công, mà hình như mình nhớ không nhầm là nhân vật thủ hộ hiện tại trong game là hình như chỉ có Ben thôi. Ít nhất là mình có Ben thôi. Thì Ben của chúng ta lại gần như là hình như chơi theo phòng thủ thì phải. Đúng rồi, chơi theo phòng thủ. Thì cái cây này nó hơi không có đam một chút xíu. Cái cây này sẽ dành cho, mình nghĩ là sẽ dành cho các nhân vật bảo hộ trong tương lai. Đúng rồi. Thì nếu mà các bạn có những nhân vật bảo hộ trong tương lai chơi tấn công thì sử dụng cây này rất là tốt. Nhưng mà đó là tương lai nhé. Còn bây giờ thì mình nghĩ là nó rất là ưu tiên thấp thôi. Chốt lại, trong 5 cây này, ưu tiên số 1 là cây tiên phong, là cây canon này. Ưu tiên số 2 của mình sẽ là ngang giữa cây chi viện với lại cây khống chế này ha. Còn hai cây còn lại sẽ là ưu tiên cuối. Và câu hỏi là chúng ta có nên 5 hay không thì các bạn tự cân nhắc. Đối với mình á, mình thấy là tùy, này tùy vào ạc của các bạn nữa. Nếu như các bạn cần thiết mà là các bạn có những cái kia rồi thì các bạn cứ việc 5, đúng không? Nhưng mà lưu ý rằng là những cái cây WNG này á, nó chỉ là phụ thôi. Cái chính vẫn là nguồn tài nguyên này đó, nó sẽ giúp cho các bạn đẩy cái tốc độ chơi game của các bạn lên khá cao đấy nhá. Rồi, và đó là những cái chia sẻ của mình về các WNG, các bộ vũ khí trong Battle Pass, và suy nghĩ của mình về độ hữu dụng của nó. Vậy các bạn nghĩ sao? Hãy để lại comment phía dưới nha. Và nhớ like và subscribe cho kênh để kênh có thể hoạt động tiếp với những video mới liên quan tới content của miHoYo, game ZZZ, Genshin, Honkai Star Rail, v.v. Giờ xin chào.